Mà bán là ba chục, lúc đó 20 ngàn à. À, chị cũng bự quá. Người của dân dân về cho mấy cái cho người cũ à. Nhiêu dạ? Nhiêu ký hả này? 25 ngàn à. Hả? Đã bán 25 mà nha. Không, không hơi nhỏ đâu. Bự, tôi thấy con nhỏ tôi mới lại đây nè. Mua cho người cũ thành ra nữa. Thấy con nhỏ này mua đây. Ở đằng kia của bự không à. Dạ. Củ này củ kia củ gì quên rồi. Ờ củ muống. Khoai ngon không ạ? Khoai mới ngon không ạ? Tao khoai da củ mới. Cũng có cũng ngon mà đều cái củ bự quá, không mua mua củ nhỏ nhỏ đụm ra chẳng có mấy củ. Về mình cho người củ hả? Bự quá. Ờ. Rồi, mấy cái. Rồi, nhiêu tính nhiêu ha. Rồi 80 ngàn mỗi ngày. Cây 3 ký 75 ngàn. 75 còn 2 lần rưỡi nữa, tính 2 lạng chứ nhiêu. Và 5 ngàn nữa. Ký còn lại có mấy ngàn bà mà. Ký là mấy ngàn ít quá. Một ký còn mất, một ký còn mất ký á. Cho cái bọc bự bỏ vô cho chị đi. Tại con có của nhà, gửi ba của nhà con nấu á. Cái này 5 ngàn bạc mà. Trên thành đâu, con bán 25 ngàn á. Con có của nhà á. Chùm vô kia con hủ hả? Giá nó 50. Chuối này bán vô ạ. Mua nhiêu mà cho cái gì mua nữa nè. Mua 4 bọc này nè.
đây tôi mua 2 bọc này cái gì vậy? Đúng rồi đó, cho dồn vô đây cho em đi. Đây, hai cái tắc này. Thôi đừng mở tắc ra để coi tên. Phải tắc để tên. Ờ đúng rồi, bỏ con muốn vô. Cái này bỏ con muốn ở dưới nè. Để bà bển đi. Bà đừng chuyện chuyện này chuyện ra nữa ha. Đúng rồi. Quên. Tôi để ý chị rồi nha. Rồi. Chó bịch, chó bịch. Nhiêu bịch vậy đây? Thôi nha. Bỏ này. Thôi nha. Cái này thì khác. Là khác. Nhưng mà cái này thì nó dai hơn. Cái này thì nó hơi con. Nó cũng vậy nhưng mà đấy. Nó hơi bở không phải không? Nó hơi thôi nhưng mà cái này bột lọc nhiều hơn. Ha. Quá. Muốn ăn cái nào ăn? Tao muốn ăn bột lọc mà. Nhà mình ăn này không à? Ăn cái nào? Ăn này rồi. Ủa không ăn này hả? Ăn cái này nó hơi dai hơn. Tại vì ông ăn. Nó với cái này mắc hơn nhưng mà em bán rẻ hơn. Không mà họ đều không có thích ăn dai hơn. Bởi vì nó là bột gạo mà nó ăn nó mềm mềm, nó ngon phải không? Nhưng mà mua ấy thì lấy này. Lấy này nữa đi. Lấy thêm bên này. Lấy bịch thêm lấy thử. Lấy thêm cái nữa. Nhưng mà cái này được thường mắc hơn nhưng mà đáng lý là bán 11 ngàn. Lấy chân gói đó bà 77 giờ lấy chân gói ha. Ba bọc rồi, giờ lấy bọc này lấy nữa bố. Nữa là 4, bỏ đồng này lại phải không? Ừ. Rồi 4 bọc. Nè, 100 ngàn nè. 4 bọc 40 ngàn, 40 với 50. À 10 ngàn nãy đưa rồi. À giấy 10 ngàn mình đưa rồi. Bốn hả? Chai hả? 40 phải khác chục. Okay.